Xin chào quý vị và các bạn. Trước mắt chúng ta đây là chiếc xe Kia Cerato phiên bản mới nhất 2019 và đây là bản 2.0 AT, bản cao cấp nhất có giá bán là 675 triệu đồng. Về kích thước tổng thể của mẫu Cerato này thì có thể nói là dài hơn, rộng hơn và giữ nguyên chiều cao so với mẫu cũ. Kích thước tổng thể của Cerato 2019 đạt 4640 x 1798 x 1440 mm, chiều dài cơ sở 2700 mm. Mẫu xe chúng ta đang quan sát là phiên bản 2.0 lít cho công suất tối đa là 159 mã lực tại 6.000 vòng trên phút và đi kèm hộp số tự động 6 cấp cùng với đó là 3 chế độ lái vận hành. Đây là tổng thể phần đầu xe. Xe thì được thiết kế toàn bộ bằng đèn LED dạng thấu kính, đèn LED chạy ban ngày và có chức năng tự động. Phần hông xe thì nổi bật với la răng 5 chấu kích thước 17 inch. Gương chiếu hậu chỉnh điện, cụp điện cùng màu thân xe và tay nắm cửa thì cũng được thiết kế cùng màu thân xe. Đây là phần la răng của chiếc Kia Cerato bản 2.0 này. Khá là đặc biệt, cứng cáp, mạnh mẽ và cực kỳ thể thao. Mẫu Cerato mới nhất này thì hầu như chỉ thay đổi về phần thiết kế ngoại thất bên ngoài, trong khi đó thì nội thất bên trong cũng không mang đến nhiều sự thay đổi và đặc biệt là tính năng an toàn thì vẫn giống hệt như phiên bản cũ. Đây là phần đuôi xe của chiếc Cerato này. Mẫu mới này thì thay đổi hoàn toàn về cái thiết kế cụm đèn hậu. Nó không còn giữ cái nét bo tròn tròn giống như bản cũ nữa, mà được thay đổi hoàn toàn. Mùa giải đèn LED nó giống như mang nhiều phong cách của mẫu Land Rover, cũng giống như là cái xe của Ý nhiều hơn. Xe được trang bị đầy đủ camera lùi, 4 cảm biến, bao gồm 2 cảm biến sau và 2 cảm biến góc. Điểm đáng tiếc trên mẫu Cerato 2.0 này đó là xe vẫn chỉ được trang bị bô đơn thôi, không phải là bô đôi thể thao. Đây là cận cảnh cái cụm đèn hậu. Các bạn thấy những cái đường nét này rất nổi bật luôn, đặc biệt là khi mà chúng ta bật đèn sáng lên. Đèn phanh và đèn xi nhan thì được đẩy phía dưới. Chiếc cốp này của Kia Cerato bản 2.0 thì nó là loại cốp tự động, rất là đẹp. Tổng thể của chiếc Cerato này thì mang nhiều cái nét có thể nói là trường xe hơn, giống như cái mẫu Optima K5, chứ không còn đơn thuần là một chiếc mẫu sedan hạng C nữa. Đây là tổng thể, các bạn quan sát toàn bộ phía hông xe. Cerato này có phần đầu xe thì thấp hơn, trong khi đó thì phần đuôi xe các bạn có thể quan sát thấy là phần đuôi xe rất là cao. Phiên bản cao nhất này cũng được trang bị sẵn cửa sổ trời toàn cảnh. Và đây là nội thất của chiếc xe này. Đó. Với bản 2.0 này thì chúng ta sẽ có nội thất da thể thao màu đỏ đen và đặc biệt là có cả cửa gió điều hòa phía sau. Về cơ bản thì cái tổng thể option theo xe ấy, chúng ta sẽ có sẵn là ghế xe thì bọc da phối màu đỏ đen thể thao này, ghế lái chỉnh điện 10 hướng, hệ thống giải trí màn hình cảm ứng, định vị dẫn đường kết nối USB Bluetooth và đặc biệt là có cả sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động 2 vùng, cửa gió cho hàng ghế sau và có lọc khí ion, cửa sổ trời thì chỉnh điện, nút bấm khởi động và chìa khóa thông minh. Về tính năng an toàn của mẫu Cerato này thì chúng ta sẽ có hệ thống phanh ABS, EBD, BA, hỗ trợ phanh điện tử, cân bằng điện tử, ổn định thân xe, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hệ thống ga tự động, cảm biến đỗ xe phía trước, phía sau và cả camera lùi, khóa cửa tự động khi vận hành và chúng ta sẽ có 6 túi khí theo xe. Mẫu Kia Cerato phiên bản 2.0 này thì đang được niêm yết giá bán là 675 triệu, có hỗ trợ trả góp lên 85% giá trị xe. Quý khách hàng có nhu cầu tìm hiểu về mẫu xe này xin vui lòng liên hệ với số hotline bên dưới để được trợ giúp. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn ở những clip tiếp theo. Xin cảm ơn.